Hai tay lợn nhá. Tay lợn hai cục nhận. Ngâm vào đá để cho nó ngấm hết đi. Nước mắm này làm nước. Cũng ngon nhưng mà nó nhanh ngán. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhóm em sẽ làm món tai lợn nộm bi chuối. Và đây là thành phần nguyên liệu chính. Bi chuối. Một cái to thì mình cần một cái nhá. Còn nhỏ thì mình 2-3 cái. Hai tai lợn nhá. Tai lợn 2 cái nhá. Và các gia vị kèm theo đó là chanh. Tăng độ giòn và độ chua này. Lạc nhá. Lạc nhá. Và rau thơm. Ngoài ra còn có thêm tỏi ớt nữa nhá. Đầy đủ gia vị và nguyên liệu rồi. Bây giờ xin mời mọi người cùng nhóm em triển nhá. Đi thôi. Đi đâu ấy? Đi làm thôi. Bây giờ là công đoạn bi chuối nhá. Thái bi chuối. Ăn đi lấy củi hay ông lấy củi đây. Mấy cái lá chanh ở trong cái quả chanh này vứt vào nó cũng thơm. Thêm một cái thuốc bột.
làm mặt lợn bi chuối. Có anh tàu đấy. Thịt lợn đã chín nhá. Ngâm vào đá để cho thịt nó giòn. Ngấm hết đi nhỉ. Chưa. Hưng này. Đúng rồi. Nào mẹ cái tay luộc, cái chân giò luộc. Luộc mềm đi. Làm sớm hơn á. Sớm rồi, khả năng sớm hơn. Giòn phết. Quay hết. Ăn vụng một miếng cả nước biết, thế giới biết, cả hành tinh biết. Xem thì biết. Anh Viên cái mấy cái mô hình này bán được. Đâu quán mình để cho một cái. Nằm trang trí nha. Cầm tay thì lãn cần. Anh cho con miếng mì. Hả? Đang xem. Bây giờ cô chứ. Chờ cô. Đâu rồi? Ra đây tí nữa vào đây ăn nộm tay chuối. Chị nhặt em ít rau thơm để tí sái cho bằng. Rau gì đây? Rau gì đâu? Nó mê dã man. Thơm hai mẹ con ăn nan đấy của Vũ Ba Việt Nam không ai mà ai mà chịu. Yên tâm. Cây nhá cái gì? Đưa đi vào bế em quả. Hưng ơi, dạ? Vào nhà cầm chú bày sẵn đây tí. Đây này bát này cũng được không? Không hết được. Đây là đài phát thanh truyền hình Yên. Mọi cả cổ ra. Tỏi nhá. Nước mắm này, làm nước trộn nhá. Nhá. Nước cốt chanh nhá. Ướt nhá. Đây, nhai áp phết. Bắt bắt thành nước kìa. Ra đây. Một chút ướt bột nhá. Tôi ở trộn nhá.
Nó hỏi bánh đan nem ở đâu? Bánh đan nem ở trên bếp. Có lạc nhá. Này, cầm cả cái này cất luôn rồi đấy. Cắt cái đấy, cắt làm tư ra thôi. Cắt tư. Chào cả nhà bác ấy. Chào cả nhà Thánh Ăn Trực nhá. Dạ vâng ạ. Hello. Em chào các anh. Sao bỏ động vào kia hả? Bỏ đây chứ. Cho bếp. Cái này cô. Đánh đầu hôm trước hay gì? Đây cái phải bỏ vào kia. Có thích mang vào trong kia không? Cho gọi. Tay lộn hoa chuối. Tay. Tay lộn hoa chuối. Nước chấm thân thành. Anh Trần nó cười. Buồn. 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 Cái gì nhỉ? Huyền. À Huyền. Cho cả nhà nhá. Cả nhà nhá. Mình đi ăn chưa biết không ạ? Mình ăn. Ăn bắt đầu ăn. Đây đây, mỗi người hành động em ơi. Trong này là và có nem nữa nhỉ? À quên có bún nữa nhỉ? Bún thế này không hả? Ngon không? Ngon. Xong một cái. Có mèo. Quấn ngon hơn. Quấn ngon hơn rồi ạ. Quấn ngon hơn. Cũng ngon nhưng mà nó nhanh ngán. Nhanh no. Ngon. Ăn giúp người. Phải ăn đi. Đừng phải ăn. Số lượng chua. Chấm ngon rồi. Mua quá nhiều đứa nó không ăn. Mày không cho tao ăn nữa. Sao mày không cho tao ăn nữa? Mày cuốn lên ăn nhé. Mình nói câu chơi câu sáo biết ngay gì rồi gì thì đúng rồi trò vợ chồng ngày này vẫn đây nha, chỉ có vợ chồng là tình cảm đấy. Vợ chưa rồi con cũng ngủ chưa không sao, vợ con mình lo gì cho ngủ đi ngay khỏi gọi không xương. Ăn đấy nó phải gọi là cái gì nhỉ? Trên cái gì bọn nó trên trong cua hoàng cung nó gọi là cái món gì nhỉ? Những từ khúc nào? Chấm đây, trong này nhạt đi. Đàn anh biết chơi trêu. Mấy chưa? Ăn nông cuốn à? À. Cặp nghe mùa buồn. Đây rồi. Bỏ tay rồi. Giống người. Người quả vào nó nhau à? Ăn không? Quả cho cái này nữa. Lợn này 18 năm tuổi hả?
Nhìn cái từ đầu quế măn nhiều à? Tối về đỡ phải nấu cơm. Tao bảo từ mai không nấu cơm nữa nhớ, anh ăn ít. Ăn, đã xác định nấu ăn là phải có người ăn. Mà không ăn thì là... Chào mọi người nhá.